Em muốn hỏi chị thêm một cái nữa đó. Có một số bạn thì cũng đào tạo xong hết rồi, thì một số bạn hỏi là đang có hai sự lựa chọn. Nếu mà bạn nào mà đủ tiếng Anh đó, thì bạn sẽ đi theo dạng 4-9-1, và bạn nào mà không đủ tiếng Anh, hay với bạn hay nói là đi 4-8-2 rồi sau đó qua rồi luyện thêm rồi này nọ. Thì bây giờ chị có thể so sánh cho em hai con đường đó, bạn nào phù hợp với con đường nào để mà mấy bạn đó cố gắng được không? 4-9-1 nó khác với lại Bây giờ 4-8-2 như ai sao? cũng muốn là đi sớm của 482 cả, tại vì chờ 491 gì nó cũng lâu hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là có cái lợi và cái hại của nó. Đặc biệt những người ít tiền họ hay nhắm đến cái chuyện là làm visa đó đi nhanh qua đi làm kiếm tiền sớm. Nhưng mà 482 thì điểm hiện tại á, lương yêu cầu để mà chủ bảo lãnh người ở nước ngoài vô theo luật mới á, từ ngày 1/7/2023 là tất cả những người lao động đó phải thỏa mãn cái lương tuyển dụng ở cái mức tiền lương là 70.000 đô Úc một năm. Dĩ nhiên để được chuyển từ visa lao động qua visa định cư 186 bây giờ đã áp dụng là chỉ cần đi làm 2 năm là bất cứ ngành nghề nào short term hay long term đều chuyển được qua chương trình định cư 186 thường trú nhân hết trong vòng 2 năm, chứ không còn phải như trước đây là bắt buộc là chỉ có ngành nghề nào trong medium long term là những ngành nghề được ưu tiên cao á, thì mới được quyền chuyển qua 186. Còn nếu không là phải đi ra ngoài regional để nộp cái visa 494 rồi chuyển về 191 thì nó sẽ mất thêm hòm hòm gần 5 năm nữa mới được PR. Thì bây giờ luật mới nó có thể chuyển từ 482 qua 186 trong thời hạn khoảng 2 năm rồi thành thêm một thời gian xét visa 186 nửa năm đến 1 năm nữa thì sẽ gần 3 năm là các bạn chuyển PR được. Đó là cái nhanh. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì cái việc mà để tuyển được ở nước ngoài ở mức lương cao như vậy á thì các doanh nghiệp họ không có sẵn sàng để mà hỗ trợ. Thì mình phân tích cái 70.000 nó còn có nữa là tiền những cái ngày nghỉ lễ nữa, rồi xong rồi tiền lương hưu, rồi xong Lương hưu tiền là 11% nha, rồi cộng đó. này cộng kia nó lên gần Nói chín chung chục á, là cộng cộng đâu đó ra là khoảng đâu đó 80.000 á. 80 mấy ngàn, gần chín Cỡ chục cỡ ngàn tám á, mấy cho ngàn nên á. là những cái người chủ lao động bên đó họ không có muốn nhận người gì nè. Qua đây cái chuyện là thuế thu nhập nè, bây giờ cái chuyện thằng chủ nó trả lương là nó không trả thiệt rồi đó, vậy thì nó trả mức lương thấp hơn nhưng chúng ta phải phải đóng thuế ở cái mức lương cao, thì Đó. thuế đó ở cái mức 32.5%. Em cũng biết lao động mình lao động nước ngoài ở labor labor visa, working visa, visa lao động thì nó sẽ là mức thuế của người nước ngoài tới Úc làm việc chứ không phải là người local giống như em đâu. Người local như em thì nó tính cái mức thuế thu nhập theo suất thì suất lũy tiến từng phần à từng bước từng từng cái bậc thang hàng này là lương lương bao nhiêu nhân bấy nhiêu 32.5% trên lương, cho nên nếu như vậy thì mỗi năm mình đóng khoảng 20 mấy ngàn, như vậy mình phải duy trì nhất là 3 năm. Tại lúc mình đang nộp visa 482 là bắt buộc phải đóng thuế miết, chuyển qua 186 vẫn phải đóng thuế nữa đến khi nó có ra visa chứ gì nữa, chẳng lẽ sau đó mình nghỉ vì cái mình chuyển qua công ty khác làm lương thấp hơn Phải à? làm Nó em có hợp làm lý không? luôn mà Cái chuyện mà sau chuyển qua công ty khác làm mức lương thấp hơn cũng hơi ấy, còn không thì phải là coi như quit job và coi như mình thất nghiệp à, thất nghiệp để mà mình được trốn thuế sao? Cho nên về mặt cơ bản là cái việc mà giảm lương từ cao xuống thấp rồi đi làm khai thuế thấp hơn thế này kia cũng không phải dễ đâu. Hoặc là bạn phải chuyển qua dạng subcontractor, khai số IBN riêng rồi đi làm công tìm một ít rồi tìm chui một ít gì gì đó thì các bạn sẽ có tính mưu mẹo. Nhưng mà chị nói bây giờ tham khảo chung thì chị thấy là 482 là có vấn đề, thứ nhất là thuế thu nhập sẽ được tăng lên, cái thứ hai là suất bảo hiểm mình phải đóng thêm chứ chủ không chịu đóng, cái thứ ba mình phải mua bảo hiểm y tế phải nha, phải mua bảo hiểm y tế tại vì đi lao động thì bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế chứ không chính phủ nó cancel visa. Vậy thì chỉ có visa 491 thì nó giải quyết được, 491 nó giải quyết vấn đề gì, chứ là lương tối thiểu nó không áp dụng. Cái thứ hai là mình đã có bảo hiểm y tế rồi, mình không bị dính vào chủ bảo lãnh thì mình cũng chả sợ chủ nó có đủ mình khi mà tay nghề mình đủ giỏi hay không đủ giỏi gì. Vậy thì mình sẽ phải tính toán lại cái lượng tiền của mình để mình chi trả những cái chi phí đội lên như thế, về thuế thu nhập, về sức bờ, mua bảo hiểm y tế, đúng không? Đó là những cái chi phí mình bắt buộc. Còn cái chuyện mà mình có thể kết nối được với một người chủ nào đó để người ta nhận bảo lãnh mình và họ họ không thu phí, họ thu phí ít hoặc là họ cho mình nợ tiền là làm câu chuyện khác nữa. Tại luôn luôn có những đơn vị họ cần người thật sự và những đơn vị họ không cần người thật sự mà họ cần tiền. Nếu như vậy họ cần người thật sự á thì họ đòi hỏi những cái vấn đề khác, ít nhất là phải làm cho họ 4 năm chẳng hạn, Phải hoặc làm là tốt lương tối thiểu làm cỡ này thôi, mức lương maximum cỡ này thôi chứ không thể nào lương cao quá mà tôi chịu gì nổi chi phí. Cho nên cũng có đơn vị họ kêu là một tuần mày phải làm cho tao một ngày free trong vòng 4 năm để tao lấy lại đường chi phí của tao. Thế cái một ngày free thì một năm em phải chi trả cho, giống như em phải làm không công chờ khoảng cỡ mười mấy ngàn ở nhà chị tính hòm hòm rồi đó, cứ nhân lên một tuần mà là một ngày là khoảng 200 Tính hai trung trăm bình ba hai trăm trăm đi hai trăm ba trăm hai đi trăm 152 hơn tuần
thì em cũng lên tới mười mấy ngàn, 15 ngàn rồi, em phải làm cho họ 4 năm. Cái này là tay nghề tốt á, chứ không phải là vô học việc đâu Tay nghề tốt á, mới nhắm vía cái chuyện đó nha, là nhân là... nhân cho 4 năm, em nhân họ bắt buộc phải làm 4 năm, mà 15 ngàn nhân 4, 60 ngàn chứ bộ, đâu cũng đâu có nhỏ đâu đúng không? Thì tất cả là thứ nhất là cái vấn đề là thuế mình đã đóng nè, shipper mình đóng nè, bảo hiểm mình mua nè, rồi lương nhiều khi mình phải trừ bớt tiền chi phí cho ổng để ổng nhận mình qua, thì tính tính tới tính luôn thì mình phải cộng thêm 1 năm đóng thêm mười mấy ngàn, và một năm một nhân cho 4 năm là 60 ngàn, cộng cộng tới 100 mấy chục ngàn á, không giỡn đâu nha. Thì đó, mấy bạn nào mà em nghĩ mấy bạn nào thật sự mà có tay nghề cao, tay nghề tốt thì có thể deal trực tiếp với chủ luôn. Còn nếu các Yêu bạn tay chỗ chủ để mà cái mức lương mình nó cao lên, nếu mà đúng rồi lương thực sự tốt là bạn không phải lo, tại vì thằng rồi chủ nó cần mình thật sự, nó trả hết chi phí cho rồi mình, rồi shipper nó cũng trả, thuế thu nhập thì mình phải tự trả rồi chắc chắn như vậy, nhưng mình không phải trả thêm cái này cái kia, hoặc là không bắt mình phải làm một ngày công miễn phí hay chi chi đó, hoặc là lương xuống còn 50 ngàn là em có thể đi được bằng cái hướng 482 đó, thì thu dạ kiện nó đi qua đi làm được rồi kiếm tiền đóng thuế đúng chứ còn ở đây rồi làm sao có đúng tiền mà đi, hoặc là rồi ở đây mà chờ hoài thì visa nó tiếng Anh cũng làm sao học dạ nhanh được. học hoài cũng quải. Em nghĩ mấy bạn nên đóng thuế rồi sau đó mấy bạn khi mà có thường trú rồi mấy bạn mượn tiền mua nhà rồi nó cũng dễ hơn đó. Nên mấy bạn cũng đừng có sợ chuyện đóng thuế nó cũng tốt hết rồi, không có sao hết Mà nếu như ở Úc mà vừa làm vừa đóng thuế và này kia thì cùng lắm cực chẳng đã là mình không dư thôi, hai á. hai ba năm xong cái mình cũng cũng chuyển thành PR được. Em nghĩ thêm một cái ý nữa là ví dụ mấy bạn qua mà gặp mùa đông á thì nó ngày ngày nó ngắn á thì mấy bạn cảm thấy là ok các bạn làm 8 tiếng không sao. Giống như hiện tại bây giờ nè, tháng 11, 12 bên Úc nè thì ngày nó rất là dài, các bạn có thể làm thêm hoặc là bạn chạy thêm Uber hoặc là bạn làm thêm một cái job gì đó nữa. Ví dụ như lương của bạn mình cho là 70 đi, bạn vẫn kiếm thêm 30, 40 ngàn nữa. Mình thấy bạn bè mình mới qua đi làm thêm rồi kiếm một năm trên 100 ngàn là chuyện rất là bình thường, chứ không có gì khó, bạn chịu khó không thôi à. Nên cứ qua đây là có cách hết á. Bạn nào giỏi tiếng Anh thì các bạn đi theo 491, bạn nào mà không giỏi tiếng Anh lắm thì chịu khó đi theo dạng 482, rồi sau đó cũng có cách để các bạn để dành tiền rồi cũng mua nhà mua cửa được thôi. Chịu khó là cái chìa khóa thôi à. Bây giờ vẫn phải chấp nhận cái thực tế là mình học ngoại ngữ không nhiều thì phải có đường khác để đi, nhưng mà chi phí bao nhiêu hoặc như thế nào thì các bạn phải cân nhắc. Người có nhiều tiền hơn họ chấp nhận báo phí ngay từ đầu để họ qua kia họ đi làm, trong vòng mấy năm sau thì họ sẽ chuyển qua định cư, hoặc họ nghỉ công việc đó họ ra ngoài công việc khác họ làm. Còn những người không có ấy mà có khả năng làm việc tốt hơn, có mối quan hệ tốt hơn với cái người chủ bên kia, có thể anh em bạn bè bà con gì đó có công ty, họ bảo lãnh qua bằng visa lao động 482 thì nó đơn giản hơn, mặc dù chi phí thì nó cũng khá là nhiều nhưng mà là có đường để đi cái đã, chứ còn ở Việt Nam hoài là cũng 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 khó. Bây giờ còn một cái ý này em không hỏi chị á, ví dụ như bây giờ 491 á thì không lo về cái mức lương tối thiểu là 70 ngàn, nhưng mà cái 491 á là nó khỏe hơn cái 482 một cái á, là như tới ngày tới tháng làm đủ cái, tại cái đó Đủ là 3 năm ban là mình nộp hồ sơ làm chuyển visa đó thôi, không phải phụ là thuộc vào khỏe. cái bảo lãnh. Nó muốn Còn bảo nếu lãnh mà mình đã nó không đồng ý bảo lãnh nữa, không chuyển công ty khác cũng rất là rắc rối. đó. Còn cái 482 thì sao chị? Ví dụ tới ngày tới giờ lỡ mà công Công ty ty nó đó không chịu bảo lãnh nó tiếp là phá em phải kiếm công ty sản. mới. Trước đây nó yêu cầu là phải làm cho được 2 năm ở công ty cũ, nhưng bây giờ thì nó cộng dồn. Ví dụ em đang ở Úc, em làm hết cái 482, công ty cũ nó không chịu nhận em nữa, em phải lập tức tìm một công ty khác cho bảo lãnh em 186 chẳng hạn. Thì công ty mới đó nó phải đủ điều kiện về mặt tài chính để nó bảo lãnh em dạng visa đó. Cái 482 đó có nghĩa là mình phải làm trong lĩnh vực mà mình đã đăng ký từ bên Việt Nam, là cái tay nghề của mình theo bếp hoặc là theo bánh hoặc là theo bất cứ ngành nào, có luôn cái skill assessment sẵn sàng hết cho cái ngành Xác đó rồi. rồi, đúng. Còn nếu mà 491 thì sao chị, qua đây có cần phải làm đúng ngành bếp, ngành bánh hoặc là cái ngành nào đó không, hay là bạn muốn làm gì làm miễn sao đủ lương tối thiểu là được? Cũng không quy định lương tối thiểu luôn, về 491 á, theo Đến luật á, nó yêu cầu mình đi làm khai thuế 3 năm thôi. Nhưng mà dĩ nhiên mình vẫn phải nghĩ rằng là mình cứ làm full time đi, ít nhất là ở Úc thì 35 giờ trên tuần trở đi được gọi là full time rồi mà, trên 35 giờ là được gọi xét là full time rồi. Thì mình chỉ cần khai thuế ở mức 30, lương cân bản, lương tối thiểu gì đó thôi, chừng 20 mấy đồng một giờ, 35 giờ một tuần là mình đã đủ điều kiện rồi, chứ mình đâu có cần làm gì cho nó lương quá cao được, đúng không? Và mình có thể làm bất cứ công việc gì, mình có thể cộng hai ba job cũng được. Ví dụ làm chỗ này em làm handyman, em sửa nhà sửa cửa, em qua kia em làm cái nhà hàng, em về nhà em lại bán hàng online thì ok luôn. Mình cứ Miễn làm cộng công việc của vô nào mà mình nếu mình phát sinh tiền mà chính phủ nó có thể nhìn thấy dòng tiền của mình được thì mình phải khai thuế, chứ đừng có trốn thuế để nó phát hiện ra là nó chết chết ngắt mình.